Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một trong số những bài hát nổi tiếng trên thế giới này, một trong những bản hit nhất của ca sĩ người Mỹ rất nổi tiếng là Michael Jackson. Bài hát có tên là Heal the World, hàn gắn thế giới. Một bài hát rất ý nghĩa và nó sẽ còn sống rất lâu nữa nếu như thế giới của chúng ta còn tiếp diễn sự đau khổ chiến tranh như ngày nay. Bài hát này là một bài hát khó. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên học nó vì cái ý nghĩa của nó. Và chúng ta cần phải tăng cái độ khó trong cái việc luyện tập ngữ âm lên thì các bạn mới bước qua được một cái giới hạn. Chúng ta mới có thể đưa vào những cái kỹ năng khó hơn. Và chúng ta sẽ thông qua những cái việc luyện hát, chúng ta sẽ có được những cái sự tiến bộ rõ rệt về mặt ngữ âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kỹ từng câu một của bài hát này, và tôi sẽ dạy cho các bạn cách để chúng ta nối âm, hay chúng ta nhận ra những cái chỗ nào cần phải phát âm rõ trong câu hát thì chúng ta mới có thể hát trôi được cái lời hát của bài hát. Vâng, ta sẽ bắt đầu ngay với đoạn thứ nhất. Đây là một bài khá là dài. Trước hết thì tôi sẽ đọc qua. Chúng ta sẽ học hai câu một. Hai câu thứ nhất là There's a place in your heart and I know that is that it is love. Có một nơi, place là nơi. In your heart, heart là trái tim. I know, tôi biết. That it is love, có nghĩa love, đó là tình yêu. Đây là câu số 1. Câu số 2, and this place, và ở nơi này, could be much brighter than tomorrow. Much brighter, brighter là tươi sáng hơn, than tomorrow, tươi sáng hơn ngày mai. Và ở nơi này thì mọi thứ có thể sẽ tươi sáng hơn nhiều. Chúng ta dịch là như vậy. Ở đây chúng tôi sử dụng một cái bản dịch được lấy từ trên mạng. Đối với lại những cái tài liệu mang tính nghệ thuật của tiếng Anh thì việc dịch nó là không hề đơn giản. Đôi khi cái cách diễn đạt của người nước ngoài họ khác rất nhiều với cách diễn đạt của chúng ta, cho nên chúng ta khó có một cách dịch nào cho nó thật sự là chuyển thể chính xác để vừa hiểu được lại vừa hay được thì là rất là khó. Cho nên chúng ta chỉ lấy một số cái cách dịch của một số tác giả trên mạng để làm tham khảo. Và chúng ta học những cái từ ở trong này và học một số cách diễn đạt của họ. Có những câu mà chúng ta có chắc chắn là chúng ta hiểu nhưng chúng ta cũng không biết dịch như thế nào cho nó chuẩn cả. Đấy là chuyện bình thường. Chúng ta quay trở lại với câu của chúng ta là There's a place in your heart and I know that it is love and this place could be much brighter than tomorrow. Chúng ta có những từ mới tôi đã liệt kê rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đọc cái câu này. Trước hết là there's là viết tắt của there is. There is tức là có một nơi. Thì chúng ta nối âm thành there's a, there's a, there's a, there's a, there's a place. Ở trong khi hát mà chúng ta không nối âm thì rất là khó. Bắt buộc chúng ta phải nối âm thì chúng ta mới hát nhanh được. There's a place in your heart. Chúng ta sẽ hát thành là there's a place in your heart. Trái tim đọc là heart, âm a trong các bạn nhé. Nhớ là như vậy. Nhiều bạn đọc là hurt là nhầm với lại nỗi đau đấy. Nó sẽ sang cái từ khác. And I know that it is love. Chỗ này chúng ta cần phải nối âm. That it is love. Ta nối âm thành that it is love. That it is love. That it is love. Đó. That it is love. Và đó chính là tình yêu. Có một nơi trong trái tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu. There's a place in your heart and I know that it is love. Bây giờ tôi sẽ hát thử câu này. There's a place in your heart and I know that it is love. Tôi hát lại một lần nữa. There's a place in your heart and I know that it is love. Đó. Chúng ta cứ hát chậm trước, sau đó sẽ hát nhanh. Giai điệu của bài hát này thì không quá khó. Các bạn cứ nghe nhiều thì chúng ta sẽ quen nó thôi. Cái khó ở đây là cái câu hát nó khá là dài và việc nối âm
tốc độ đọc là phải nhanh, tốc độ hát là phải nhanh. Do vậy là các bạn nghe lúc đầu các bạn cảm tưởng thấy nó rất là kinh khủng. Nhưng thực ra khi chúng ta phân tích kỹ bài hát, chúng ta sẽ thấy nó rất là bình thường thôi. Câu số 2. And this place could be much brighter than tomorrow. Và nơi này có thể sẽ tươi sáng hơn ngày mai. Cái ý của câu này thì chúng ta hiểu được đúng không ạ? Và nhiều mỗi bạn sẽ có một cách dịch khác nhau. Tôi không đi chi tiết về phần dịch ở đây. Các bạn có thể tham khảo trên mạng. Nhưng chúng ta học được ở đây những cái từ như là từ tomorrow là ngày mai. Rồi brighter có nghĩa là tươi sáng hơn. Và những cái từ như là place là nơi này, nơi, chỗ. Hay là much than, more than có nghĩa là nhiều hơn. Chúng ta có câu này là and this place could. Ở trong câu hát thì người ta sẽ không hát từ be vào. Người ta sẽ bỏ đi để cho nó nhanh, kịp với lại nhịp của bài hát. Như vậy chúng ta sẽ không hát là could be much, mà chúng ta hát là could much. Các bạn nhớ là từ much phải có âm ch phía sau nhé. Các bạn không được bỏ đi. Nếu bỏ đi thì câu hát sẽ không còn hay nữa. Could much brighter, brighter than tomorrow. Đó. And this place could much brighter than tomorrow. And this place could much brighter than tomorrow. Đó. Và câu này sẽ hát là and this place could much brighter than tomorrow. Đó, ta hát chậm lại là and this place could much brighter than tomorrow. Tôi hát lại cả hai câu. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place could much brighter than tomorrow. Vâng, đó là hai câu đầu tiên. Chúng ta sang hai câu tiếp theo. And if you really try, và nếu bạn thực sự cố gắng, try, cố gắng, you will find there's no need to cry. Bạn sẽ nhận ra là không thấy có gì phải than khóc, phải rơi lệ nữa. Cry là khóc, khóc. Need là cần. Find là nhận ra, tìm thấy, nhận ra rằng. Nó có hai nghĩa, tìm ra cái gì đấy, hoặc là nhận ra cái gì đấy. You will là viết tắt của you will, tức là bạn sẽ. Chúng ta đọc nhanh you will thì chỉ còn là you, you. Đó. Và để hát kịp câu này thì chúng ta không thể đọc là you will hay là you will được, mà chúng ta phải nói là you, you, you fine, you fine. Đó. Ở chỗ phần đầu tiên là and if you, ta nối âm and if you, đó. And if you really try, really, really là thực sự. Really try, thực sự cố gắng. And if you really try, you find this, you find this. Ta tách thành hai đoạn ở cái phía cuối là you find this, no need to cry. Các bạn tách đôi ra là you find this là một và hai là no need to cry. Đó. You find this, no need to cry. There's no need to cry là không có gì phải khóc. Đó. You find this, no need to cry. Như vậy cả câu này chúng ta sẽ chia ra làm 3 đoạn là 4 đoạn, tức là and if you là 1, really try là 2, you find this là 3, no need to cry là 4. Và chúng ta sẽ hát thành là and if you really try, you find this, no need to cry. Đó, thì nó sẽ dễ cho các bạn. Tôi hát chậm lại. And if you really try, you find this, no need to cry. Đó. Câu tiếp. In this place, ở nơi này, you feel, feel có nghĩa là cảm thấy, cảm nhận. You feel there's no hurt or sorrow. Hurt, như tôi vừa nói, là nỗi đau. Sorrow là sự đau khổ. Hurt or sorrow là, nói tóm lại, là sự đau thương, đau khổ. Thì chúng ta đọc nối âm thành là hurt, hurt or là hurt or, hurt or. Hurt or sorrow, sorrow. There's no hurt or sorrow, đó. In this place thì chúng ta có thể đọc rất nhanh thì đọc thành in this place, in this, đó, đó là cách đọc tắt của người nước ngoài. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Như ở phía trên chúng ta cũng lại tách ra làm ba đoạn là in this place, you feel this và no hurt or sorrow, đó. Câu này sẽ hát thành là in this place, you feel there's no hurt or sorrow. Đó, ta chậm lại. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Đó, tôi sẽ hát lại cả hai câu.
And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. No. Câu tiếp. There are ways to get there. Có nhiều cách để đến được đó. Ways là cách, là đường đi. To get there là đến được đó. If you care enough for the living. Chúng ta có cụm từ care for là quan tâm đến cái gì đấy. Enough có nghĩa là đủ. Enough. Nhớ các bạn nhớ enough có âm phở phía cuối. Enough. Và chúng ta nối âm cả cụm này là care enough for. Care enough for. Care enough for. If you care enough for the living. Living là cuộc sống. À, chúng ta có nhiều cách để có thể đến được nơi đó. Nơi đó tức là nơi trong trái tim đấy. Và nếu như bạn đủ quan tâm đến cuộc sống. Care enough for the living. Đủ quan tâm đến cuộc sống. Hoặc là quan tâm đến cuộc sống đủ nhiều. Đó. Cả câu này sẽ đọc thành là there are. Các bạn nối âm there are thì là there are. There are ways to get there. There are ways to get there. If you care enough for the living. If you care enough for the living. Chúng ta sẽ tách ra thành đoạn nhỏ như thế này cho nó dễ. Một là there are ways. There are ways. Thứ hai là to get there. To get there. Thứ ba là if you care enough. If you care enough. Và thứ tư là for the living. For the living. Các bạn nhớ là living là âm y ngắn nhé. Tức là hơi ê một tí. Living, living. Chứ các bạn đừng đọc hẳn thành living nhé. Nó không phải là living. Câu này sẽ hát thành there are ways to get there if you care enough for the living. Đó, ta sẽ hát chậm lại là there are ways to get there if you care enough for the living. Đó. Câu tiếp. Make a little space, make a better place. Câu thứ nhất là make a little space. Space là khoảng cách, khoảng trống. Little space là khoảng trống nhỏ, khoảng cách nhỏ. Make là tạo ra. Make a little space có nghĩa là tạo ra một khoảng trống nhỏ. Thì ý nghĩa của nó là hãy xích lại gần nhau đấy. Đó. Câu này có thể dịch là xích lại gần nhau. Hãy xích lại gần nhau. Và chúng ta nối âm thành là make a, make a, make a, make a. Little space, little space. Make a little space. Các bạn nhớ space có hai chữ xì trước và sau. Space. Make a little space. Make a little space. Phía sau là make a better place. Better thì đọc là better theo tiếng Anh Mỹ. Make a better place. Từ place có nghĩa là một nơi. Hay là ý ở đây nói là thế giới. Better có nghĩa là tốt hơn, tốt đẹp hơn. Better place là tạo. Make a better place có nghĩa là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Vậy câu này sẽ đọc là make a little space. Make a better place. Câu này thì không khó nhưng nhiều bạn hay quên chữ xì. Đặc biệt là chữ xì của chữ space. Đó. Thì chúng ta hãy cố gắng phát âm đầy đủ. Chúng ta hát chậm trước sau đó sẽ hát nhanh. Câu này sẽ hát thành là make a little space. Các bạn nhớ xì ra. Make a better place. Và hai từ space và place nó gần gần giống nhau. Cho nên các bạn cố gắng phân biệt nó. Make a little space. Make a better place. Đó. Cả hai câu sẽ hát thành là there are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Đó. Và chúng ta đến đoạn điệp khúc. Heal the world. Các bạn đọc kỹ lại cái từ heal là hàn gắn ấy. Thì âm của nó là âm y dài là heal, heal. Đọc nhanh là heal, heal. Đấy. Các bạn cẩn thận. Nó hơi giống cái từ hear một chút. Nếu đọc nhanh là giống cái từ hear. Tức là nghe đấy. Nó hơi giống. Thế nhưng mà nó giống cái từ này cũng không sao. Đã dựa vào hoàn cảnh đã dịch được. Nhưng các bạn đừng có đọc nó thành âm y ngắn là heal nhé. Heal là sai đấy. Nó là âm y dài. Heal. Heal là thành ngọn đồi ngay đấy. Word. Thế giới. Word. Các bạn phải cong lưỡi lên phía sau. Word của, có cái âm cong lưỡi của chữ R. Và chúng ta đọc là heal the world, heal the world, heal the world. Đó. Make it a better place. Cái it ở đây là chính là world, the world, tức là thế giới đấy. Khiến cho nó, khiến cho thế giới, a better place, trở nên thành một cái nơi tốt đẹp hơn. Đây là cả một cấu trúc. Make it, make something, something. Có nghĩa là làm cho cái gì đó trở nên thành cái gì đó.
Ở đây là make it, làm cho nó a better place, trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Đó. Make it a better place. Chúng ta nối thành make it a, make it a, make it a là make it a. Make it a better place, make it a better, make it a better. Chỗ này phải hát rất là nhanh. Make it a better place. Đó. For you and for me, cho bạn và cho tôi. And the entire human race. Chúng ta có từ entire là toàn bộ, toàn thể. Entire, entire, đọc nhanh là entire. Entire như chứ không phải entire nhé. Entire. Và human race có nghĩa là nhân loại. Human là con người, race, human race là nhân loại. Nhân loại tức là toàn thể con người trên thế giới đấy. Cả câu này sẽ đọc thành là heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Đó, câu này sẽ hát thành heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Đó, tôi sẽ hát chậm lại. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Đó. Câu tiếp. There are people dying. Ta cũng biết rồi là từ die nghĩa là chết. Ở đây nhưng mà dying ở đây có nghĩa là chết dần, chết mòn, có nghĩa là đang chết. Đó, chúng ta có nghĩa của từ dying này còn là hấp hối nữa cơ. Thế nhưng mà ở đây chúng ta phải dịch là tức là nhiều người còn đang sống rất là khổ mà trong tình trạng là chờ chết ấy. Trên thế giới ở những cái vùng chiến tranh thì là rất nhiều người như vậy. There are people. People là people, các bạn đừng đọc thành pupil nhé. Rất nhiều bạn đọc people thành pupil. People là con người thôi. There are people dying, dying, dying. Cái chữ in này nó không hẳn là chữ các bạn chúng ta đọc in nhờ in, nó không không hẳn là như thế đâu. Nó là yên, yên. Đó. People dying, chính xác là như vậy. There are people dying, there are people dying. Đó. If you care enough for the living, ta đã học ở phía trên rồi. Và câu này sẽ đọc thành there are people dying if you care enough for the living. Và cả câu phía dưới đó, make a better place for you and for me, ta cũng dịch ở phía trên rồi. Như vậy câu này sẽ hát thành là there are people dying if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Đó, tôi hát chậm lại là there are people dying if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong đoạn thứ nhất của bài hát. Bây giờ thì các bạn sẽ nghe tôi hát lại một lần nữa và chúng ta sẽ nghe lại cái băng gốc của ca sĩ Michael Jackson hát lại cái đoạn 1 này. Trước hết là tôi sẽ hát đã. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place could much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ca sĩ Michael Jackson hát cái đoạn 1 này như thế nào. Better place for children. Phía trước bài hát thì chúng ta có một cái đoạn nói nhỏ
they, của một em bé. They know it's a better world for them. They think they can make it a better place. Các bạn nghe nhé. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục sang đoạn thứ hai. If you want to know why, nếu như bạn muốn biết là tại sao, why là tại sao. If you want là muốn, know là biết, want to know là muốn biết, why, tại sao. There's a love that cannot lie. There's a love là có một tình yêu, that mà, cannot lie, lie là lừa dối. Cả câu này đọc là if you want to know why, there's a love that cannot lie. Chúng ta có chữ there's a đã học ở phía trên rồi. Câu này sẽ hát thành là if you want to know why, there's a love that cannot lie. Rất dễ rồi đúng không ạ? Vì chúng ta đã học ở phía trên rồi, nó rất là giống với lại cái câu ở phía trên là there's a place in your heart and I know that it is love. Bây giờ chúng ta chỉ sửa l đi thôi là thành là if you want to know why, there's a love that cannot lie. Đó. Tiếp. Love is strong. It only cares for joyful giving. Ở trong này lời người ta viết là of là sai các bạn nhé. Nó phải là care for. Đó. Cares for. Chúng ta có từ mới là strong là khỏe mạnh, mạnh mẽ. Love is strong có nghĩa là tình yêu thì là sức mạnh. Đó. It only cares for joyful giving. Joyful là tính từ có nghĩa là sự hạnh phúc, niềm vui. Giving là sự cho đi. Đó, joyful giving có nghĩa là cho đi một cách vui vẻ. Ta có thể dịch hay hơn là chia sẻ với nhau một cách vui vẻ. Đó. Love is strong. Ta nối âm thành love is. Love is. Love. Phía cuối của từ love là âm vờ. Love is thì thành love is. Love is strong. Tình yêu là sức mạnh. It only cares for joyful giving. Only là chỉ. Tình yêu là sức mạnh và nó chỉ quan tâm đến sự cho đi một cách vui vẻ. Hay chúng ta có thể dịch khác đi là nó chỉ muốn cho đi một cách vui vẻ. Đó. Ta sẽ đọc thành là love is strong. It only cares for joyful giving. Cares for. Các bạn nhớ ở đây nó có chữ SC nhé. Cares for. It only. Chúng ta có thể nối âm là it only hoặc là it only. Only, it only cares for joyful giving. Joyful giving. Giving cũng là âm ý ngắn nhé, giving. Câu này sẽ hát thành là love is strong, it only cares for joyful giving. Đó. Như vậy cả hai câu sẽ hát thành là if you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. Đó. Tiếp. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Feel dread. We stop existing and start living. Tôi ghép cả hai câu vào luôn. Và chúng ta dịch từng đoạn một là if we try, try là cố gắng. Nếu như chúng ta cố gắng, we shall see, shall là sẽ thôi, bằng với lại will. See là chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy. In this bliss, bliss có nghĩa là hạnh phúc, trong niềm hạnh phúc. In this bliss, trong niềm hạnh phúc này, we cannot feel, chúng ta sẽ không thể cảm thấy fear là sự sợ hãi, or dread là kinh hãi, fear or dread có nghĩa là nói tóm lại là sự lo âu sợ hãi đó.
Chúng ta đọc lại từ bliss, 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 bị ngắn đấy các bạn nhé. Và fear or dread, dread. Có hai từ liền nhau là feel, fear. Nó gần gần giống nhau các bạn. Feel là cảm thấy và fear là sự sợ hãi, nó đều là âm y dài cả, nhưng mà nó khác nhau ở cái chữ feel và fear. Đó. We stop, stop là dừng lại. Existing, exist, chúng ta có từ exist là tồn tại. And start, start là bắt đầu. Living là sống. Thực ra ở đây tại sao câu này lại hơi khó hiểu, có một số bạn không hiểu. We stop existing and start living. Chúng ta dừng sự tồn tại và bắt đầu sống. Nghe hơi khó hiểu đúng không ạ? Nhưng thực ra ý của câu này là những cái người mà đau khổ, sống trong đau khổ thì sống chỉ là để duy trì sự tồn tại mà thôi. Đó, thì ý của câu này là chúng ta hãy stop existing, có nghĩa là hãy dừng cái việc đó lại, dừng cái sự sống mà chỉ duy trì sự tồn tại đó lại. Và start living, và hãy bắt đầu sống một cách thực sự. Đó. Như vậy câu này sẽ hát thành là if we try, we shall see. Chỗ này là shall see là sờ nặng sau đến sờ nhẹ, cho nên các bạn phải tập một chút nhé. If we try, we shall see. In this bliss we cannot fear. We cannot feel. Fear or dread. We stop existing and start living. Nó sẽ hát chậm lại là if we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread. We stop existing and start living. Đó. Câu tiếp. Then it feels that always love's enough for us growing. Then có nghĩa là vậy thì. It feels that có nghĩa là luôn có cảm giác rằng. Có cảm giác rằng. Always là luôn luôn. It feels that always có nghĩa là luôn có cảm giác rằng. Love's enough, tình yêu đủ. For us, cho chúng ta, growing, trưởng thành. Luôn có cảm giác rằng tình yêu là đủ để cho chúng ta trưởng thành. Cái câu này sẽ đọc thành là then it, ta nối âm vào, then it là then it, feels, nhớ, xỉ phía sau, then it feels, that, always, thì that, always, có thể nối thành that always, đó, always, cũng có chữ xỉ phía sau, các bạn nhớ nha. Love's enough, đó. Nối âm vào, love's enough, for us thì nối thành for us, growing, đó. Câu này sẽ hát thành là then it feels that always, chỗ này hơi khó nha, then it feels that always, đó, then it feels that always, love's enough for us growing, chỗ này cũng khó. Cả cái câu này là một câu tương đối khó, chúng ta phải tập lại nhiều lần thì mới hát được. Then it feels that always love's enough for us growing. Đó, rất dễ nhầm. Tuy nhiên chúng ta hát nhiều lần thì sẽ không sao cả. Câu tiếp theo, so, cái từ so này là chỉ cái từ có nghĩa là vậy đấy, nhưng mà ta hát cũng được, không hát cũng được. Make a better world, chỗ này là người ta viết sai. Make a better world, make a better place. Đó, cái này thì người ta hiểu đoạn trước rồi. Tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, hay tạo nên một cái nơi tốt đẹp hơn. Đó. Vậy thì cả hai câu sẽ hát thành là then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better place. Ta không nhớ lắm chỗ này là place trước hay là world trước, nhưng mà đại loại là như thế. Và chúng ta sẽ hát lại cả cái đoạn phía thứ hai này là if you want to know why there's a love that cannot lie, love is strong, it only cares for joy forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Đó. Sau đó chúng ta lại hát lại đoạn điệp khúc. Đoạn điệp khúc thì tôi sẽ không nói lại nữa, và tôi sẽ sang tiếp cái đoạn phía sau nữa. Bài này tương đối dài, chúng ta sẽ
phải chia nó ra làm nhiều lượt khi học. Nhưng mà khi tôi dạy thì tôi sẽ dạy luôn một thể. Đó. Câu tiếp là and the dream we were conceived in will reveal a joyful face. Cái đoạn này là đoạn khá là khó. Khó hơn hai đoạn kia. Và câu nó dài và những từ nó cũng hơi khó phát âm. Và nó cũng lạ nữa. Thứ nhất là the dream là giấc mơ. We were conceived. Chúng ta có từ conceive. Conceive có nghĩa là ấp ủ, có nghĩa là hình dung, tưởng tượng ở trong đầu ấy. Đó. Và cái giấc mơ mà chúng ta đã tưởng tượng, đã hình dung, đã ấp ủ ở trong đầu. Đó. We were conceived in. Các bạn nối âm là conceived in. Conceived in. Din. Conceived in. And the dream we were conceived in. Đó. Nó có cái âm vờ phía trước. Conceived in. Đó. And the dream we were conceived in. Đó. Will sẽ reveal. Ta có từ reveal. Đọc nhanh là reveal. 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 Nó có nghĩa là nhưng các bạn cẩn thận nhầm từ này với từ review nhé. Đó. Chính xác thì đọc là reveal. Reveal. Đó. Reveal. Là có nghĩa là biểu lộ. Joyful. Joyful chúng ta đã học ở trên là niềm hạnh phúc. Face là khuôn mặt. Sẽ biểu lộ một khuôn mặt hạnh phúc. Đó. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. Sẽ biểu lộ, để lộ ra một cái khuôn mặt hạnh phúc. Và giấc mơ mà chúng ta đã ấp ủ, đã tưởng tượng, đã hình dung trong đầu sẽ để lộ ra một khuôn mặt hạnh phúc. Đấy là dịch theo kiểu sát nghĩa. Thế còn các bạn dịch hay hơn như thế nào thì là tùy các bạn. Câu tiếp. And the word we once believed in. Chúng ta có từ once là đã từng. Believe là tin tưởng. Believe, tin tưởng. Believed in, nối âm vào. Believed in là tin tưởng vào. Will shine. Shine là có nghĩa là tỏa sáng. Mặt trời thì thường là shine, tức là chiếu sáng đấy. Shine. Again. Again có nghĩa là trở lại. Lại một lần nữa đấy. Shine again thì có nghĩa là chiếu sáng lại lần nữa. In grace. Cái cụm từ in grace này thì nó có nhiều nghĩa. Nhưng mà trong trường hợp này tôi cũng thực sự không biết là dịch như thế nào để cho nó thực sự là sát nghĩa. Ở đây người ta cho vào một từ là rực rỡ, nhưng tôi cũng không biết là có phải không hay nữa. Riêng cụm từ này chúng ta để lại và chúng ta nghiên cứu thêm. Bạn nào biết thì có thể góp ý với lại chúng tôi. And the world we once believed in will shine again in grace. Và thế giới mà chúng ta đã hằng tin tưởng vào sẽ lại chiếu sáng rực rỡ một lần nữa. Chúng ta sẽ hát hai câu này như sau. And the dream we were conceived in will reveal joyful face. Đây là hai cái câu chuyển cho nên cái đoạn này là cái đoạn chuyển, cái tông của nó sẽ hơi khác một tí. Để hát lại được hai câu này thì chúng ta nên hát hai câu cuối của đoạn điệp khúc trước, tức là hát lại cuối câu là there are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Đó, ta chuyển sang là and the dream we were conceived in will reveal a joyful face. Đó. Hát chậm lại nè. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. Reveal a joyful face. Đó. Reveal a joyful face. Reveal a joyful face. Đó. Reveal a joyful face. Đó. Hơi khó này các bạn nhé, phải luyện rất nhiều. And the dream we were conceived in we will and the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again. Sorry. And the world we once believed in will shine again in grace. Ta nối âm vào là shine again in grace. Shine again in grace cũng được. And the world we once believed in will shine again in grace. Đó. Có nhạc chúng ta sẽ hát dễ hơn rất nhiều. Hai câu tiếp. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Lại có những từ rất là lạ nữa phải không ạ? Và chúng ta có từ strangle. Strangle có nghĩa là bóp nghẹt, bóp cổ, siết cổ.
Life là cuộc sống. Strangling life có nghĩa là bóp nghẹt cuộc sống. Keep có nghĩa là cứ tiếp tục. Keep strangling life. Các từ này đọc là strang nhé. Strangling. Tiếp tục bóp nghẹt cuộc sống. Và tại sao chúng ta, vậy thì tại sao chúng ta cứ phải bóp nghẹt cuộc sống? Wound this earth. Chúng ta có từ wound. Wound. Âm u dài. U. Wound. Wound. Wa. Wa. Wound. Wound. Có nghĩa là làm tổn thương. Từ này danh từ thì là vết thương. Cái con động từ thì là làm tổn thương. This earth. Earth là trái đất này. Làm tổn thương trái đất này. Crucify. Từ này có nghĩa là hành hạ. Crucify. Sorry. Crucify. Hành hạ. Crucify. Crucify. Hành hạ. Its soul. Soul là tâm hồn, linh hồn. It's là trái đất của trái đất. Its soul là tâm hồn của trái đất. Though. Mặc dù. Though. Mặc dù. It's plain to see. Có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta có từ plain là rõ ràng. It's plain to see. Có thể nhìn thấy rõ ràng rằng this world, trái đất này, thế giới này, is heavenly. Heavenly, heaven là thiên đường. Heavenly thì có nghĩa là cái gì đó siêu phàm của Chúa Trời tạo ra. Begat's glow. Begat's glow. Chúng ta có từ glow. Glow là hào quang, ánh hào quang. God là Chúa Trời đấy. Begat's glow là ánh hào quang của Chúa Trời. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải bóp nghẹt cuộc sống, rồi làm tổn thương trái đất và làm hành hạ cái linh hồn của nó? Mặc dù chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng là trái đất, là thế giới này là do Chúa Trời tạo ra, nó là ánh hào quang của Chúa Trời. Tạm dịch là như vậy. Và hai câu phía sau sẽ hát thành là Then why do đó, Then why do, nó dừng ở đấy. Sorry, then why do we đó, keep strangling life. Phía sau chúng ta thêm một cái đoạn phía sau là Then why do we keep strangling life on this earth, on this earth, on this earth, đó, on this earth, crucify its soul, crucify its soul, crucify its soul. Then why do we keep strangling life on this earth, crucify its soul? Câu này hơi khó, chúng ta chậm lại là Then why do we keep strangling life when this earth crucifies soul. Đó. Câu tiếp là Though it's plain to see, though it's plain to see, this world is heavenly, be God close. Đấy. Vậy cả hai câu sẽ hát thành là Then why do we keep strangling life when this earth crucified soul? Though it's plain to see, this world is heavenly, be God's glow. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ hát lại cả cái đoạn này như sau. Ta sẽ hát từ cái đoạn điệp khúc nhé. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucifies soul? Though it's plain to see, this world is heavenly, be God's glow. Đó, cái đoạn này nó rất là cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại nghe tiếp tục Michael Jackson hát cái đoạn này như thế nào. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. We try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are three. Stop existing and start living. And it feels that always love enough for us growing. Make a better world.
Chúng ta sẽ tiếp tục sang cái đoạn số 3, đúng không? Bài rất dài. Và chúng ta chỉ còn nốt cái đoạn này thôi. We could fly so high, có nghĩa là chúng ta có thể bay rất cao đấy. Let our spirits never die, và để cho tinh thần của chúng ta hay là linh hồn của chúng ta sẽ không bao giờ bị chết đi. Đoạn này thì chúng ta hát giống như đoạn ban đầu thôi. We could fly so high. Cái chữ so ở đây người ta thiếu nhịp cho nên người ta phải hát dài ra là so, so đó. We could fly so high, đó, so high. Let out, let our thì là let out, nối âm vào let out. Let our spirits never die, đó, spirit là linh hồn hay là tinh thần. Thế hát lại. We could fly so high, let our spirits never die, đó. Câu tiếp. In my heart I feel you are all my brothers. Trong trái tim tôi thì tôi luôn cảm thấy bạn như là anh em của tôi. In my heart, I feel you, feel you, feel you. Tất cả là R-O. My brothers, brothers là anh em đấy. Câu này hát thành là in my heart, I feel you are all my brothers. Đó, cả hai câu sẽ hát thành là we could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Câu tiếp. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. Tạo ra thế giới này mà không có sự sợ hãi. Cùng nhau chúng ta sẽ khóc giọt nước mắt hạnh phúc. Đó, câu này rất hay. Chúng ta có sợ hãi là fear, together là cùng nhau, cry là khóc, và happy tears là giọt nước mắt hạnh phúc. Happy là hạnh phúc và tears là giọt nước mắt. Happy tears là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó, tạo ra là create. Các bạn nhớ từ này là create, có hai âm nha, create. Rất nhiều bạn đọc từ này là create, không phải đâu, nó là create. Đó, và câu này sẽ hát thành là create a world, create a thì là creator nối vào, create a world with no fear, together we'll cry happy tears. Đó, hát chậm là create a world with no fear, together we'll cry happy tears. Đó, câu tiếp. See the nations turn their swords into plowshares. Câu từ mới là nation, là các quốc gia, các nước. See là để nhìn thấy đấy. Turn into, cả cụm turn into là biến cái gì thành cái gì. Và biến ở đây là cái biến là their sword. Chúng ta có từ sword là gươm đao đấy, gươm đao. Rất nhiều bạn đọc từ này là sword nhưng không phải đâu nha. Tiếng Anh là tiếng của bất quy tắc. Nếu các bạn cứ nhìn chữ mà đọc ra thì là chỉ là đoán thôi, nó không chuẩn. Các bạn phải nghe người nước ngoài người ta nói hoặc là nghe phiên âm. Thì từ này người ta phiên âm chỉ có là âm O dài thôi, là sword, sword. Tức là cái chữ W là âm câm. Swords into plowshares, plowshares, âm sờ nặng, plowshares là cái lưỡi cày các bạn. Plowshares là cái lưỡi cày. Câu này sẽ đọc thành là see the nations turn their swords into plowshares. Ta có thể nối âm chữ swords into plowshares. Đó. Câu này sẽ hát thành là see the nations turn their swords into plowshares. Đó. Và để các hát được thì các bạn phải chia đôi cái chữ nation ra là nations. Đó.
Tại vì nó vào cái nhịp, nó vào đúng cái giữa cái chữ đấy, cho nên là người ta phải tách đôi ra. Chúng ta sẽ hát là see the nay, xong phía sau lại she's still there, đó. Tuy nhiên vì cái chữ nation nó là một chữ, cho nên các bạn đừng hát thành she's the nay, xong lại nghỉ, xong lại she's still there. Các bạn vẫn phải nối cái chỗ đấy nhá, để nó thành một chữ, tức là hát thành là see the nay, ngân lên một tí, she's still there, đó. See the nation stand there, đó. Sauce into plowshares. Các bạn phải hát như vậy thì mới hát được câu này nhé. Sauce into, nối âm vào. Sauce into plowshares, đó. Như vậy hai câu này sẽ hát thành là create a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nation stand there, sauce into plowshares. Đó. Tiếp. We could really get there. We could really get there. Đó. If you care enough for the living. If you care enough for the living. Cái này chúng ta học rồi. Make a little space to make a better place. Và lại chuyển sang đại điệp khúc, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã xong cái đoạn thứ ba. Chúng ta sẽ hát lại một lần nữa cái đoạn này là We could fly so high, let our spirits Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Sau đó lại hát đại điệp khúc Heal the world. Đó. Và như vậy là chúng ta đã đi hết bài hát rồi. Các bạn hãy nghe nốt phần cuối của bài hát và sau đó chúng ta sẽ cùng hát lại với Michael Jackson một lần nữa nhé. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lại từ đầu và cùng hát với lại Michael Jackson. I think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, stop existing and stop living. That it feels that always
Love's in our frozen growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life on this earth crucifying soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Big as love, fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there. If you cared enough for the living, make a little space. Make a better place. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Vâng, và buổi nghiên cứu bài hát Heal the World của chúng ta đã kết thúc ở đây. Xin chào các bạn và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những bài tiếp theo. Chúc các bạn sẽ học bài hát này thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.